Hello, xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã đến và chưa đến kênh điện gia dụng Nhật Bãi của Thanh Quá. Mình tên Thanh Quá, 38 tuổi, đang ở chợ Láng Sen, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Mình thì không có chuyên bán món nào hết trơn, bán món nào cũng bán hết trơn. Nồi cơm, bếp từ, bếp ga, bếp quang, lò vi sóng, âm ly lo, cái nào thấy hay hay là bán, mà đa số đồ nội địa Nhật hết. Cũng có bán hàng Việt Nam mà ít lắm. Cái xây của em nó là 37 ha. Bằng nhau ha, 37 hết ha. Em này lý do bán 250.000 là em này nó mắc green rồi. Là nó bị mắc một cái nút, cái mình chế cái con ốc á. Máy thì máy da băng. Ngoại hình thì cực đẹp ha. Viền rổ rất là đẹp ha. Cái này là mớp. Đây. Đây máy da băng ha. Là nó mắc cái con này nè, mắc cái nút này nè, nó gãy á, rồi mình chế ngóc vô mình dặn ha. Dặn được bình thường nha quý khách. Chạy tốt ha. Hiện giờ là 7 giờ 15 phút ha, 14 phút. Rồi, quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, Facebook, YouTube chỗ tốt cho mình ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi, cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.